Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Lan, mình đến từ Phú Bình. Mình có đến nha khoa Thúy Anh để nhổ hai chiếc răng khôn. Mình bắt đầu mọc từ năm cuối năm 2017 và ban đầu thì nó cũng đau, thỉnh thoảng nó sẽ đau một tuần. Năm ngoái thì mình có đi khám và cũng được bác sĩ khuyên rằng nhổ, nhưng mà thực ra thì mình rất là sợ, bởi vì là mình có nghe mọi người nói rằng là nhổ răng này rất là nguy hiểm, nên là mình tìm hiểu rất là kỹ. Bên cạnh nhà mình có một chị cũng làm về nha khoa, nên là mình có hỏi ý kiến và chị có giới thiệu đến Thúy Anh. Sau đấy thì mình cũng bắt đầu mình vào Facebook và tìm về trang Facebook của Thúy Anh. Sau mình cũng xem các video và thực ra xem thì thấy mọi người nhổ và mọi người có nói là không đau, nhưng mà cũng rất là nghi ngờ và cũng sợ. Nhưng mà cuối cùng thì mình vẫn quyết định đến nhổ, bởi vì là mình không thể để chiếc răng này lâu được hơn. Hai ngày hôm sau hôm đấy thì mình có đến mình nhổ và thực sự nó cũng rất là bất ngờ, vì lúc đầu tiên đến thì mình rất là sợ, mình rất là run từ khi mà mình bắt đầu vào phòng khám. Và sau đấy cũng được tiêm và lên trên ghế thì sợ run, là mình chưa bao giờ mình run như vậy luôn. Khi mà được tiêm thuốc tê xong thì đúng là nó cũng không có một chút gì cảm giác, và nhổ mình cũng không biết là xong khi nào. Và khi bác sĩ nói là xong thì mình cũng bất ngờ, mình bắt đầu mình mới nhìn thì thấy là đúng là xong rồi, mình không biết là xong từ khi nào luôn và không hề có một cảm giác gì đau hết. Nên là sau khi mà nhổ xong thì mình cũng hết luôn cái cảm giác sợ. Thế sau đấy thì cũng được bác sĩ cho những lời khuyên và về cái thuốc, thì nó khi mà về nhà thì mình không biết là mọi người như thế nào, nhưng mà đối với mình thì nó chỉ hơi đau một chút và mình cũng có uống thuốc. Sau đấy vài ngày thì nó ổn định hơn, và ngày hôm nay thì mình đã đến Thúy Anh để cắt chỉ. Lúc hôm qua trước khi đến thì cũng suy nghĩ là không biết là cắt chỉ nó không tiêm thuốc tê thì có bị làm sao không, có đau không, nhưng mà đúng là cắt chỉ trong vòng 2 phút thôi mình đã cắt chỉ xong. Cái điều mà mình cảm thấy rất là thích ở Thúy Anh đó chính là cái sự chăm sóc khách hàng. Vì ngày trước mình có đi hàn răng ở một nha khoa rồi, nhưng mà nó không có cái sự chăm sóc khách hàng chu đáo như vậy. Nhưng mà ở Thúy Anh thì sự tiếp đón từ khi đến nha khoa và khi mà trở về nhà thì cũng được chăm sóc rất là hỏi han và quan tâm khách hàng, nên là mình cảm thấy là ở nha khoa Thúy Anh có một sự chăm sóc khách hàng rất là tốt. Nên là mình cảm thấy rất là hài lòng về sự chăm sóc và tiếp đón của Thúy Anh.